Chào mừng các bạn đến với bản tin trưa ngày 18 tháng 5 năm 2024 của Tuyển Văn Hóa Vlog. Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật tin tức mới nhất về thế giới bóng đá. Và bây giờ là những tin chính. Ronaldo bỏ lỡ khó tin. Cristiano Ronaldo trong một ngày vô duyên đã khiến Anas phải trả giá đắt khi Alexander Mitrovic gỡ hòa ở phút thứ 10 của thời gian bù giờ để bảo toàn chuỗi trận bất bại của Al Hilal tại Saudi Pro League. Sự lãng phí của Cristiano Ronaldo trong trận đấu dạng sáng nay, ngày 18 tháng 5, đã khiến cho Anas mất đi cơ hội trở thành đội đầu tiên đánh bại Al Hilal ở giải vô địch quốc gia khi bên hòa nhau một đều. Anas bắt đầu trận đấu một cách đầy hứng khởi khi Otavio sút xa đẹp mắt đánh bại thủ thành Yashimoto ở ngay giây thứ 22. Anas tiếp tục chiếm ưu thế trong hiệp 1 trước Al Hilal. Tuy nhiên, sự vô duyên của Ronaldo khiến cho đội nhà không thể nhân đôi cách biệt từ sớm. Ít nhất siêu sao người Bồ Đào Nha bỏ lỡ hai cơ hội đối mặt khung thành Bruno. Tình huống đầu tiên diễn ra ở phút 27, Ronaldo nhận đường căng ngang thuận lợi của đồng đội bên cánh phải. Trong tư thế thoải mái, Ronaldo dứt điểm không chính xác khiến bóng đi chệch quỹ đạo đầy tiếc nuối. Bước vào hiệp 2, Al Hilal như lột xác. Họ chơi tấn công khởi sắc hơn. Tuy nhiên, Anas vẫn thi đấu tập trung với thế trận phòng ngự phản công. Trong khi đội khách còn đang mải mê tìm kiếm bàn gỡ, thì một lần nữa cơ hội đến với Ronaldo. Phút 80, trong một pha phản công mẫu mực, Ronaldo tiếp nhận bóng thuận lợi trong vòng cấm. Lần này, cú dứt điểm của siêu sao người Bồ Đào Nha đã đi trúng khung thành, nhưng sự xuất sắc của Bruno lại khiến Ronaldo phải ôm đầu trong tiếc nuối. Sự nghiền ngã của bóng đá đến với Anas ở phút bù giờ sau khi Sadio Mane bị thổi phạt penalty vì lỗi cùi trỏ. Sau một thời gian dài kiểm tra VAR, quả phạt đền được trao cho Al Hilal. Bàn thắng của Alexander Mitrovic phút thứ 90+10 đã giúp Al Hilal kiếm về được một điểm và tiếp tục duy trì kỷ lục bất bại 32 trận. Al Hilal đang hướng tới kỳ tích trở thành nhà vô địch đầu tiên bất bại tại Saudi Pro League. Anas sẽ kết thúc chiến dịch mùa này của mình bằng các trận đấu với Al Riyadh và Al Ittihad trước khi gặp lại Al Hilal trong trận chung kết King Cup of Champions. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để Ronaldo tìm cách ghi bàn huấn luyện đội bóng kỳ giới nhất của anh tại Ả Rập Saudi. Barca mất núi tiền khi chạm Xavi. Sau khi thắng Almeria 2-0 tại vòng 36 dạng sáng nay, Xavi đã bày tỏ lo lắng về tình hình tài chính của Barca và việc ông không thể chiêu mộ những cầu thủ như mong muốn. Đồng thời bóng gió đến khả năng đội nhà có thể tiếp tục trắng tay ở mùa giải tới. Phát biểu của Xavi khiến chủ tịch Juan Laporta rất tức giận. Theo nguồn tin uy tín BBC, người đứng đầu sân Camp Nou đã lập tức ra lệnh cho Deco tìm huấn luyện viên mới và chuẩn bị sa thải Xavi. Dù trước đó đã mất nhiều công sức thuyết phục Xavi ở lại, nhưng Laporta không chấp nhận tinh thần bi quan của cựu tiền vệ này. Nếu sa thải Xavi, Barca sẽ rất đau ví. Theo Marca, Barca sẽ phải trả cho Xavi 15 triệu euro nếu chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Ngoài ra, họ còn mất thêm 5 triệu euro đền bù cho các trợ lý của Xavi. Với Blaugrana, con số 20 triệu lúc này là cả một vấn đề khi họ chưa thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính. Hiện Barca đang nhắm tới hai ứng cử viên thay thế Xavi là Hansi Flick và Rafael Marquez. Trong hai phương án này, đội bóng xứ Catalan ưu tiên huyền thoại của câu lạc bộ Marquez. Khi còn thi đấu, huấn luyện viên người Mexico đã chơi 7 năm cho Barca, 2003 đến 2010, giành 2 Champions League, 4 La Liga và Copa del Rey. Marquez hiện đang dẫn dắt đội trẻ Barca và sẵn sàng thử sức ở đội 1. Nhưng ký hợp đồng với huyền thoại người Mexico cũng khiến Blaugrana tốn khoảng 12 triệu euro. Nếu chọn Hansi Flick, Barca không mất phí chuyển nhượng, nhưng mức lương của huấn luyện viên người Đức sẽ cao hơn Marquez. Barca còn 2 trận La Liga để khép lại mùa giải này. Họ lần lượt gặp Rayo Vallecano vào ngày 20 tháng 5 và Sevilla vào ngày 26 tháng 5. Tương lai của Xavi có thể được định đoạt trong ít ngày tới vì những trận cầu này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với Barca. Cole Palmer giành giải thưởng danh giá. Cole Palmer đã được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League 2023-2024 sau mùa giải đột phá của anh tại Chelsea. Cole Palmer đã chính thức được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải này của Premier League sau màn trình diễn xuất sắc ngoài kỳ vọng của anh trong mùa giải đầu tiên khoác áo Chelsea. Tuyển thủ Anh đã đánh bại Phil Foden, Erling Haaland, Alexander Isak, Kobbie Mainoo, William Saliba, Bukayo Saka và cuối cùng là Destiny Udoje để giành giải thưởng danh giá này. Premier League đã xác nhận tin tức này bằng một bài đăng trên mạng xã hội X. Giới chuyên môn nhận định rằng Palmer giành giải thưởng này là hoàn toàn xứng đáng bởi anh không chỉ chứng minh được đẳng cấp của mình qua những con số mà còn ở tầm ảnh hưởng của anh lên đội bóng thành London. Palmer cập bến Stamford Bridge vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, sau khi Man City sẵn sàng để cho ngôi sao của học viện ra đi tìm kiếm cơ hội thường xuyên ra sân. Kể từ đó, Palmer đã ghi 22 bàn thắng và có thêm 10 đường kiến tạo trong mùa giải hiện tại, đưa Chelsea lên đứng ở vị trí thứ 6 trong giải đấu hàng đầu bóng đá. Đội bóng của Mauricio Pochettino hiện đang hơn Newcastle United ở vị trí thứ 7 3 điểm, qua đó đang tìm cách đảm bảo suất dự cúp châu mùa giải tới. Chelsea có hiệu số bàn thắng bại kém hơn so với Newcastle,
13 so với 21. Nghĩa là vị trí thứ 6 không được đảm bảo trước trận đấu cuối cùng của mùa giải khi The Blues gặp Bournemouth ngày 19 tháng 5. Mặt khác, Newcastle đối đầu với Brentford trong trận đấu cuối cùng của mùa giải này, với tất cả các trận đấu sẽ bắt đầu vào khung giờ 22 giờ ngày 19 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Chính thức, Slot xác nhận làm huấn luyện viên Liverpool. Arne Slot xác nhận ông sẽ tiếp quản vị trí của Jurgen Klopp để lại với tư cách là huấn luyện viên trưởng của Liverpool. Huấn luyện viên của Feyenoord Arne Slot đã xác nhận rằng ông sẽ tiếp quản vị trí huấn luyện viên Liverpool từ Jurgen Klopp. Đầu năm nay, Jurgen Klopp tuyên bố rời Liverpool sau 9 mùa giải dẫn dắt câu lạc bộ. Đội bóng vùng Merseyside ban đầu nhắm đến Xabi Alonso. Tuy nhiên, sau khi ông quyết định ở lại Divershell thêm một mùa giải nữa, Liverpool đã chuyển trọng tâm sang Slot và đã nhanh chóng kết đồng với huấn luyện viên Nga Lan. Feyenoord cũng đăng tải lời truyền đầy xúc động với vị huấn luyện viên sắp ra đi trường trận đấu cuối cùng của mùa giải. Phát biểu với giới truyền thông, Slot cho biết thông qua ESPN: "Tôi có thể xác nhận rằng tôi sẽ trở thành huấn luyện viên ở đó vào năm tới. Cho đến bây giờ, tôi không nghĩ đây là sự chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của mình. Nhưng điều đó bắt đầu đến ngày bây giờ. Vào đầu tuần, bạn đang nghĩ về việc tập luyện và những thứ tương tự. Nhưng cảm giác bây giờ trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là tại sao bây giờ tôi đến hơi muộn trong cuộc họp báo. Bởi vì tôi muốn nói lời tạm biệt với một số người và dành thời gian cho họ hơn là chỉ bắt tay. Đúng vậy, cảm giác ngày càng tăng lên. Tôi hiểu rằng kết quả sẽ giúp ích. Nhưng thật tuyệt khi cảm thấy mọi người thực sự đang nghĩ rằng thật đáng tiếc khi tôi ra đi. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi." Slot đã được so sánh với Liverpool về phong cách dẫn dắt. Ngoài ra, việc huấn luyện viên Nga Lan đến Anfield sẽ khiến cho Liverpool phải trả thêm gần 13 triệu bảng, 16 triệu USD cho Feyenoord, theo báo cáo liên quan. Chiến lược gia 45 tuổi đã vô địch Eredivisie mùa trước cùng câu lạc bộ và kết thúc mùa giải này ở vị trí thứ hai sau đội vô địch PSV. Huấn luyện viên Nga Lan dẫn dắt Feyenoord tại The Kuip vào ngày 19 tháng 5 tới, cũng là trận đấu cuối cùng của Slot với Feyenoord. Huấn luyện viên U19 Việt Nam bị áp lực. Trong chia sẻ với giới truyền thông vào chiều ngày 17 tháng 5, tân huấn luyện viên trưởng Hứa Hiển Vinh thừa nhận mình đã gặp chút áp lực khi dẫn dắt đội U19 Việt Nam. Chiều ngày 17 tháng 5, U19 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ở buổi tập này, U19 Việt Nam vẫn chưa có đầy đủ quân số do một số gương mặt vẫn đang làm nhiệm vụ tại câu lạc bộ. Với nhân sự khoảng 20 người, huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh ưu tiên cho các cầu thủ tập luyện các bài phối hợp nhóm trên phạm vi nhỏ hẹp. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu trợ lý Cedric Roger hỗ trợ các tuyển thủ U19 Việt Nam trong việc cải thiện thể lực. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Hứa Hiển Vinh, đội sẽ có hơn 2 tuần tập luyện tại đây trước khi lên đường tham dự giải giao hữu U19 quốc tế được tổ chức tại Thiểm Tây, Trung Quốc. Trong lần đầu đảm nhận vai trò dẫn dắt một đội tuyển trẻ quốc gia, bên cạnh niềm vinh dự thì huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh cũng phần nào đó mang trong mình chút áp lực. Và chia sẻ với giới truyền thông, vị tân thuyền trưởng U19 Việt Nam tâm sự: "Nhiệm vụ này là vinh hạnh cho cá nhân tôi khi tiếp quản từ huấn luyện viên Hoàng Tuấn. Tôi đã có một chút áp lực vì các lứa trẻ dưới thời huấn luyện viên Hoàng Tuấn đã gặt hái được nhiều thành công. Tôi hy vọng tôi sẽ tiếp nối được người tiền nhiệm trong công việc tại U19 Việt Nam." Nói về sự chuẩn bị ở các giải đấu sắp tới, nhà cầm quân 51 tuổi cho biết: "Hiện U19 Việt Nam có rất nhiều tài năng trẻ đang thi đấu tại V-League. Hy vọng các em sẽ tiếp tục chặng đường phát triển tốt, thi đấu tốt trong áo U19, cũng như có thể tiến lên cấp đội tuyển cao hơn." Ban huấn luyện đã lên giáo án, kế hoạch dài hơi không chỉ ở giải giao hữu tại Trung Quốc sắp tới, mà xa hơn là giải U19 Đông Nam Á và vòng loại U20 châu Á. Thực sự U19 Việt Nam hiện không có nhiều cầu thủ xuất sắc như các lứa của Công Phượng, Tuấn Anh, Quang Hải. Tuy nhiên, lứa cầu thủ này có thể hình tốt hơn, cũng như đã trải qua quá trình chui rèn để hiểu hơn về lối chơi đặc trưng được xây dựng cho các đội tuyển trẻ Việt Nam. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!